Trọng kính quý cha đồng tế, kính chào quý ông bà anh chị em, kính chào quý khách hành hương từ nhiều quốc gia, đặc biệt các quốc gia tại Âu Châu đang hiện diện ở đây, và có lẽ xa nhất cha nghĩ có nhiều người cũng đến từ Việt Nam. Cũng thay mặt quý cha đồng tế và tất cả quý ông, quý anh, cha thành thật chúc mừng tất cả quý bà, quý cô, quý chị trong ngày hiền mẫu thật đẹp, thật tuyệt vời. Vì quý bà, quý cô, quý chị được chiêm phúc làm người phụ nữ, mẹ hiền, giống như mẹ Maria, hiền mẫu chung của cả nhân loại. Kính thưa quý ông bà anh chị em, theo truyền thống trong những năm qua, Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Đức Quốc, Đế quốc cùng với giáo sư nữ vương các thánh tử đạo Việt Nam tại Hà Lan và nhiều cộng đoàn công giáo Việt Nam khác đã tổ chức ngày hành hương, tất cả là đã 8 lần và hôm nay là ngày hương Thánh Mẫu Âu Châu lần thứ 9. Ban tổ chức có nói với cha, thưa cha, trong 8 năm qua không có mưa mà tại sao năm nay có mưa? Thì người ta mới nói tại cha đó, cha mới ở từ Phi Châu về đó, cha mang cái khô cái gì đó, cái mưa ở bên Phi Châu về đó. Đồng thời đây cũng có một cha làm việc ở bên Paraguay đó, thì có những các cha lạ bình thường đó có lẽ có mưa đó, là cái hồng ân như cha xuyên nay có nói đó, hồng ân của Đức Mẹ ban cho chúng ta. Vì bên Phi Châu chúng ta thấy không có mưa, chính vì thế mà nhiều người dân bên đó rất là khổ vì không có đủ gạo lúa để ăn vì không có mưa. Nhưng mà chúng ta là những người may mắn thì chúng ta tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ ban cho chúng ta những hạt mưa hồng ân đó. Và thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta về đây trong ngày hôm nay để kính dâng lên Chúa Uy Linh cao cả cho những việc trọng đại mà Chúa đã ban cho nhân loại qua Mẹ Maria, Mẹ ban ơn, Mẹ hiền của chúng ta. Đây là một nghĩa cử con tình thả hiếu dành cho hiền mẫu của nhân loại tội lỗi. Chúng ta được an vui, hạnh phúc và sung sướng khi được ở bên cạnh Mẹ. Ở Việt Nam chúng ta có Đức Mẹ La Vang, sang tới Âu Châu chúng ta có Đức Mẹ Lụa Đức, Đức Mẹ Fatima, và ở đây Đức Mẹ Ban ơn, và nơi nơi khác cũng đều có Đức Mẹ. Đâu đâu Đức Mẹ cũng có mặt để dìu dắt, an ủi và dạy dỗ chúng ta phải sống cho ngay tình thảo hiếu. Chúng ta tôn kính Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, và cũng là Mẹ của Giáo hội, Mẹ của nhân loại, và đặc biệt Mẹ của những người con nghèo về tinh thần lẫn vật chất như chúng ta đang hiện diện nơi đây. Chúng ta từng có Mẹ, muốn được ở gần Mẹ, muốn được Mẹ ôm vào lòng như em bé, được Mẹ nuông chiều, nâng niu, yêu thương, vì chúng ta mỏng giòn, bé nhỏ, và muốn được Mẹ bao bọc chở che như xưa Mẹ đã bao bọc Đức Giêsu Kitô. Vì chỉ khi được ở trong Mẹ, với Mẹ và cùng Mẹ, chúng ta mới được an tâm và vững tin hơn. Con người cần có tình mẫu tử, và đó cũng là chân lý Thiên Chúa từ trời cao thấu hiểu bản tính con người và ban cho chúng ta ân huệ là có người Mẹ hiền làm trung gian cho những ai cần có Chúa. Như Chúa Giêsu xưa kia đã trao phó Thánh Gioan cho Đức Mẹ khi Ngài sinh thì trên thánh giá, Chúa Giêsu nói: "Đây là con Mẹ", và cũng nói với Thánh Gioan: "Đây là Mẹ con". Thiên Chúa đã gửi gấm Đức Mẹ cho nhân loại và trao phó nhân loại cho Đức Mẹ. Năm nay đúng 85 năm Chúa đã cho chúng ta Đức Mẹ Ban Ơn, Mẹ của những người nghèo, theo như các di kiện để lại cho chúng ta biết. Đức Mẹ đã hiện ra tất cả là 8 lần với chị Maria Tedesco trong 3 tháng, từ tháng 1 cho đến tháng 3 năm 1933.
Lần đầu tiên Maria T. Becco được nhìn thấy Đức Mẹ, lúc đó chị mới chỉ có 11 tuổi. Và vẻ đẹp và nhân từ. Và chị chỉ biết gọi Đức Mẹ là bà đẹp. Vì mẹ đẹp và nhân từ, vẻ đẹp và nhân từ của bà đẹp đã làm chị Maria T. Becco ngây ngất và say mê. Và Maria T. Becco đã xin bà đẹp cho một dấu là xin cho người cha của mình trở về với Chúa. Và ít ngày sau đó, bố của Maria T. Becco đã xin được rửa tội. Tuy lúc đó còn là cô gái bé, nhưng Maria T. Becco rất yêu thích lần hạt. Có lần chị quỳ lần chuối bên côi và cầu nguyện trên tuyết lạnh. Và Đức Mẹ hiện ra và nói với cô: ta là đức trinh nữ của những người nghèo, của những ai đang đau khổ. Và Đức Mẹ chỉ vì hướng suối nước gần đó, Đức Mẹ nói: con suối này sẽ được dành cho tất cả mọi dân tộc, cho các bệnh nhân để xoa dịu những đau khổ bệnh tật của họ. Và Đức Mẹ cũng nói thêm: ta sẽ cầu nguyện cho con, chúng ta hẹn gặp nhau lần tới. Và những lần gặp gỡ sau đó, Maria T. Becco đã hỏi Đức Mẹ: mẹ muốn gì? Và Đức Mẹ trả lời: một nhà nguyện nhỏ nơi đây. Và nhiều lần khác Đức Mẹ cũng hiện ra và nói với cô: ta đến để làm vơi nhẹ các nỗi khổ đau, và dòng suối nước đó sẽ làm vơi đi những đau khổ của nhân loại. Và thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang hiện diện nơi đây, chúng ta đến đây vì chúng ta muốn được mẹ ủy an, được xoa dịu đi những nỗi đau khổ của chúng ta. Và Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11, Ngài cũng rất quan tâm về Đức Mẹ Banner. Và rồi sang đến Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, cũng đã thấy rằng rất cần phải xác nhận. Và cuối cùng vào ngày 22 tháng 8 năm 1949, Đức cha Kerhoff thay mặt Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã công bố thư mục tử chính xác, chính thức xác nhận các lần Đức Mẹ hiện ra tại Banner nơi đây và cho phép tín hữu tôn kính Đức Mẹ của người nghèo, Đức Mẹ của những người đau khổ. Và Đức Giám mục cũng xác nhận thêm: trong lương tâm chúng tôi tin và xác nhận thực tài của 8 lần hiện ra của Đức Trinh Nữ với Maria T. Becco. Và vào năm 1985, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã đến hành hương nơi đây và cũng đã gặp chị Maria T. Becco. Ngài nói trong bài giảng: từ nhiều năm nay, không phải chỉ có những người đau yếu mà cả nhiều khách hành hương khắp nơi đều đã đến Banner và đón nhận nhiều ân lành của Đức Mẹ. Họ đến đây để tạ ơn Chúa đã ban cho họ qua lời cầu xin của Đức Mẹ Banner. Họ xin được vững mạnh trong đức tin, tăng thêm lòng mến Chúa yêu người, sống can đảm làm chứng nhân và mong được kết hiệp với Đức Kitô trong mọi thử thách. Họ đến Banner để chúc tụng và cầu xin Đức Mẹ Maria, Đức Mẹ của những người nghèo và đau khổ. Và Thánh Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô cũng nói: nếu Chúa Kitô đã định nghĩa sứ mệnh của Ngài là loan báo tin mừng cho người nghèo, thì làm sao mẹ của Ngài lại không yêu thương và tiếp đón những người nghèo như chúng ta được? Để kính thưa quý ông bà anh chị em, năm nay cũng đúng 30 năm kỷ niệm ngày phong thánh cho 117 vị thánh tự đạo Việt Nam do Thánh Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Vào tháng 6 năm 1988 tại Roma, một vinh dự trọng đại cho toàn thể quan viên Việt Nam khắp nơi trên thế giới, Giáo hội Việt Nam đã đóng góp cho Giáo hội Hoàn Vũ những giọt máu trung thành trong đức tin và phó thác tròn vẹn mà chỉ có các ngài mới hiểu được ý nghĩa của tình yêu hiến dâng, đó là tình yêu của người hy sinh mạng sống mình cho người mình yêu. Các thánh tự đạo Việt Nam đã tin và yêu Chúa, đã quyết tâm
hết một lòng yêu Chúa cho đến cùng, cho dù bị đe dọa, bị tra tấn, bị đốt cháy, bị đè dưới những lưỡi gươm sắc bén, bị băm nát cho đau đớn, để cho chết từ từ. Nhưng các ngài vẫn không sợ. Các ngài quyết tâm theo Chúa vì đức tin và vì lòng yêu mến. Các ngài phó thác trọn vẹn vào Chúa, như xưa kia Đức Kitô cũng phó thác trọn vẹn vào Chúa Cha trên cây thánh giá. Và thưa quý ông bà anh chị em, thật là chính đáng và đầy đủ ý nghĩa là chúng ta hiện diện nơi đây tại linh địa Banner. Chúng ta ở bên mẹ hiền trong ngày hiền mẫu và cũng là trong tháng hoa. Cả đoàn khách hành hương chúng ta đang hiện diện nơi đây là muôn ngàn bông hoa, muôn sắc muôn màu dâng lên mẹ và nhờ mẹ dâng lên Thiên Chúa uy linh cao cả để tôn kính và tạ ơn. Cũng nhờ mẹ Maria chúng ta dâng lên Chúa lời cảm tạ cho các thánh tử đạo Việt Nam, cho giáo hội Việt Nam và cầu cho giáo hội Hoàn Vũ được vững mạnh và sống đức tin, đặc biệt giáo hội Việt Nam trong những giai đoạn khó khăn. Chúa cần có mẹ Maria như chúng ta cần có mẹ có bố. Chúa cần mẹ Maria để truyền ơn thánh xuống cho nhân loại tội lỗi. Chúa dùng một người phụ nữ tầm thường để làm một công việc vĩ đại cho nhân loại. Chúa dùng các thánh tử đạo để bảo vệ đức tin và tiêu diệt sự bạo tàn và gian ác. Chúa dùng mẹ Maria với nhiều danh hiệu khác nhau để ban ơn thánh và các ơn ích thiêng liêng khác cho những ai có lòng sùng kính Đức Mẹ, để họ được tăng thêm đức tin, đức mến, đức cậy qua lời cầu bầu của Đức Mẹ và được Thiên Chúa nhận lời. Ông bà, cha mẹ chúng ta thường nói, không ai gần Chúa cho bằng Đức Mẹ. Vì mẹ kêu mang Chúa trong lòng, vì mẹ đã sinh hạ Chúa và đồng hành với Chúa đến tận cùng cuộc đời của con mình, khi mẹ Maria đứng gần cây thánh giá. Mẹ đau đớn khi thấy con mình gục ngã trên cây thánh giá. Đức Kitô đã chết, nhưng Ngài cũng đã thực sự sống lại và lên trời. Các thánh tử đạo theo gương Đức Kitô đã trải qua đau khổ và đã chết nhục nhã, nhưng Đức Kitô đã làm cho các ngài sống lại trong vinh quang và sống mãi trong nước trời vinh hiển. Vậy chúng ta đến với mẹ Maria ngày hôm nay, chúng ta sẽ không bao giờ thất vọng. Có người mẹ nào quên con mình đã kêu mang bao nhiêu tháng trời trong lòng không? Và cho dù có người mẹ nào vì vô tình hay cố tình quên con mình chăng nữa, như Chúa nói, thì ta đây sẽ không bao giờ quên các ngươi. Thiên Chúa đã nhắc nhở cho chúng ta như thế. Thiên Chúa dùng hình ảnh, Thiên Chúa dùng hình ảnh người mẹ hiền Banner để an ủi và đồng hành với chúng ta và ở cùng chúng ta mãi mãi. Kính lạy mẹ Maria, mẹ Banner, chúng con kính chào và tung hô mẹ, nữ vương đầy ân phúc, mẹ của những người nghèo, những người đau khổ, những người đang đau bệnh trong tâm hồn và thể xác. Kính lạy các thánh tử đạo Việt Nam, chúng con kính chào các thánh. Chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con, các thánh tử đạo, thánh thiền, hy sinh và khiêm nhường. Chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con ngày, cho chúng con người mẹ hiền. Chúng con cảm tạ Chúa cho ngày hồng ân hôm nay, ngày họp mặt con dân Việt Nam đang tản mát khắp nơi để gặp nhau dưới bóng mẹ hiền nơi đây hôm nay. Chúng con dâng tất cả cho Chúa, cho mẹ, cho các thánh. Xin hãy biến đổi chúng con thành những chứng nhân cho tin mừng, cho hòa bình và cho bác ái, công chính và tha thứ của Đức Kitô. Nguyện xin mẹ Maria và các thánh tử đạo cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, và xin Chúa chúc lành cho chúng con. Amen. Xin mời chúng ta cùng đứng lên và tuyên xưng đức tin.
Xin mời chúng ta cùng đọc kinh Tin Kính. Tôi tin kinh một Thiên Chúa toàn năng, là cha thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, xin gọi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải là tạo thành. Kẻ bản tên với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và nên kêu đồ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi Ha Tô, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người lên trời Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước trời sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cũng được tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin Xưng Có một Phép Lừa Để Tha Tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Cho nên chúng ta dâng cái lời nguyện xin tha thiết lên Thiên Chúa. Chúng ta xin Chúa lắng nghe những lời nguyện xin phát xuất từ tận tâm hồn của chúng ta. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã quá yêu thương thế gian đến nỗi cho ban chính Con một của Người để cứu độ chúng ta. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta khẩn khoản dâng lên những lời nguyện xin. Lạy Chúa, nhờ lời cầu bầu của mẹ Maria và các thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa luôn nâng đỡ, che chở và hướng dẫn các vị mục tử trong giáo hội để các ngài quyện toàn sứ vụ trang giác đoàn chiên trong thời đại đầy khó khăn thử thách hôm nay. Chúng con cũng hiệp lòng cầu nguyện cho các ơn gọi trong giáo hội. Xin cho có nhiều người trẻ biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi và hiến thân phục vụ cho đoàn chiên của Chúa, trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước. Chúng con thành tâm cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, trong dịp mừng kỷ niệm 85 năm mẹ Maria đã hiện ra tại linh địa Ban Nơ này, chúng con chung lòng tạ ơn Chúa về biết bao ơn lành mẹ đã ban cho tất cả những ai thành tâm đến nơi này tin tưởng cầu xin. Nhờ lời cầu bầu của mẹ và của các thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa chủ lòng thương nâng đỡ, gìn giữ và ban ơn cho những người nghèo khổ đang gặp nhiều thử thách trong cuộc sống này. Chúng con cũng xin dâng lên Chúa tất cả những người con dân Việt Nam về đây hành hương hôm nay, các riêng các bà mẹ trong ngày hiền mẫu này, để mọi người chúng con được an ủi mà thêm vững niềm tin vào Chúa. Chúng con thành tâm cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.
lạy Chúa. Trong dịp mừng 30 năm tiền nhân đức tin của chúng con là các thánh từ đạo Việt Nam được giáo hội tương phong hiển thánh, chúng con chung lòng tạ ơn Chúa về tấm gương đức tin sáng ngời của tổ tiên chúng con. Nhờ lời cầu bầu của mẹ Maria và của các ngài, xin Chúa thương đến quê hương, dân tộc và giáo hội Việt Nam đang khao khát được hưởng những quyền cơ bản của con người, được bảo tồn những giá trị thiêng liêng của giống nòi và được tự do thờ phượng Chúa. Chúng con thành tâm cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, chúng con hiệp lòng cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa khắp nơi. Nhờ lời bầu cử của mẹ Maria và các thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa ban ơn lần thánh hóa và gìn giữ gia đình các tín hữu Chúa, đặc biệt gia đình các tín hữu Việt Nam đang sống khắp nơi trên thế giới. Xin cho lời Chúa và thân thánh thể Chúa luôn là lương thực và nguồn sống thiêng liêng của mỗi thành viên trong gia đình, để nhờ đó ương lành, đạo đức, sự hòa thuận yêu thương nhau, lòng bao dung tha thứ và lòng trung thủy của hôn nhân gia đình Công giáo được thể hiện. Chúng con thành tâm cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, trong tận đời phải sống xa quê hương, chúng con hết lòng tạ ơn vì Chúa đã thương ban cho chúng con một đất nước làm quê hương mới, một giáo hội sở tại làm người mẹ mới, một cộng đoàn giáo xứ làm gia đình mới. Nhờ lời cầu bầu của mẹ Maria và các thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa thương đến, chở che, nâng đỡ và ban phúc lành cho những người con Việt Nam ngày hôm nay với nhiều hình thức vẫn còn phải ra đi lưu lạc khắp nơi trên thế giới, đang gặp bao cảnh khổ đau, lo lắng, bao thử thách khó khăn. Chúng con thành tâm cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, trong dịp đoàn tụ hôm nay, chúng con hiệp lòng tạ ơn Chúa về cuộc đời 25 năm tận hiến cho Chúa và phục vụ giáo hội. Trong sứ vụ linh mục của cha Tam Vinh Nguyễn Ngọc Long, nhờ lời cầu bầu của mẹ Maria và các thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa thương ban cho cha muôn hồng ân thánh đức, sức khỏe dồi dào và sự bình an, để cha tiếp tục phục vụ giáo hội và kiện toàn sứ vụ chăn dắt các đoàn chiên của Chúa. Chúng con thành tâm cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, con em bạn bè chúng con là ân đức Chúa ban cho các gia đình, cho giáo hội và cho xã hội. Nhờ lời cầu bầu của mẹ Maria và các thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa hướng dẫn giới trẻ Việt Nam con em chúng con biết chăm chỉ học hành, biết cần mẫn làm việc xây dựng đời sống và biết nhận ra ơn gọi làm hướng đi cho đời mình. Xin Chúa luôn gìn giữ họ khỏi mọi cám dỗ, nghịch hại, đức tin và ban cho họ hồn an sát mạnh. Chúng con cầu thành tâm cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa,
Chúa đã gọi những người thân yêu trong các gia đình chúng con trở về với Chúa. Nhờ lời cầu bầu của mẹ Maria và các thánh tử đạo Việt Nam, xin lòng nhân từ vô bờ của Chúa tha thứ và tẩy sạch những lỗi lầm khi xưa họ đã vấp phạm vì yếu đuối của con người, và ban cho họ sự sống lại trong Đức Chúa như lòng họ hằng tin tưởng mong đợi. Chúng con thành tâm cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta xin một chút im lặng cầu nguyện cho chính bản thân của chúng ta, cho gia đình và cho những ước nguyện mà chúng ta muốn dâng mẹ hôm nay. Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin nhận lời chúng con cầu xin. Xin ban ơn giúp sức để chúng con biết hoan cải tâm hồn, hầu được hướng lòng Chúa yêu thương, để cuộc đời chúng con trở nên lời chứng cho tình yêu của Chúa trong thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Xin mọi người chúng ta ngồi xuống.